hướng dẫn họp và học trực tuyến trên TV thông qua chia sẻ hình ảnh từ thiết bị iOS. Trên thiết bị FPT Playbox, bước 1, download ứng dụng AirScreen từ kho Google Play Store. Bước 2, mở ứng dụng AirScreen và chọn bắt đầu. Trên thiết bị iOS, bước 1, thiết bị iOS của bạn kết nối cùng mạng Wi-Fi với thiết bị FPT Playbox. Bước 2, bạn vuốt màn hình từ trên xuống, sau đó chọn một phản chiếu màn hình. Bước 3, chọn thiết bị FPT ATV Playbox. Sau khi ghép nối thành công, màn hình TV sẽ chiếu hình ảnh từ thiết bị di động iOS. Kế tiếp, bạn thực hiện thao tác lựa chọn các ứng dụng như Zoom, Meet và bắt đầu dùng nhé.